Chào các bạn trở lại với video tiếp theo của Can Fit Củ Chi. Hôm nay mình nhận được cái con Acer Aspire 3 A315 gạch 51 nha các bạn. Hiện trạng của con này là kích nguồn không được. Và mình kiểm tra thì mình thấy cái chân 27 của cái CNM cái dắt của bàn phím nha các bạn. Nó đang bị sụt áp tại cái chân là switch on, nó còn khoảng 1 volt mấy nha các bạn. Đó, nó gây ra hiện trạng là mình không kích nguồn được. Rồi bây giờ mình sẽ đo cho các bạn xem tại cái chân 27 của cái CNM nha các bạn. Đó, cái socket bàn phím nha các bạn. Rồi bây giờ các bạn cũng quan sát cái đồng hồ của mình. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình cắm nguồn và mình đo. Còn khoảng 1.7 nha các bạn. Đó. Tại cái chân 27 của cái CNM nè. Nó chính xác là nó còn có 1.7 à. Rồi bây giờ mình sẽ gỡ cái men ra và mình kiểm tra xem cái switch on chân 27 này nó sẽ đi về đâu nha các bạn. Đó, và nó sẽ qua những con linh kiện nào. Mình sẽ kiểm tra xem coi cái linh kiện nào bị lỗi. Mình sẽ thay thế nha các bạn. Đó, sau khi mình sẽ thay thế, mình sẽ xem coi cái men có kích được nguồn hay không nha các bạn. Và máy có xuất hành hay không. Rồi, sau khi mình gỡ cái men Acer Aspire 3 ra, thì đây là cái men của nó này nha các bạn. Mã men của nó là DA0ZAV MB8G0 review R nha các bạn. Model là ZAV. Rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra xem là từ cái chân 27 của CNM nó sẽ qua những linh kiện nào nha các bạn. Mình sẽ dòm Sympathetic. Mình phát hiện là nó sẽ qua một cái con R574 nha các bạn. Và nó có một cái con D15 Digot Zener để coi. Coi là nó mình coi cái con nó có trong này hay không. Đó, như vậy là cái con Zener này không có trên men nha các bạn. Cái con bảo vệ nè, không có trên men. Rồi mình coi cái con điện trở R574 nha các bạn. Đây, để mình xác định cái con R574 này coi. Rồi, đây là cái con R574 nha các bạn. Đây. Chính xác là con này nha các bạn. Đây, chính xác là cái con R574 nè. Con này ở trên Sematic nó là 33 ohm nha các bạn. Cái con này nó là 33 ohm. Để mình kiểm tra xem có ok hay không. Wow, tổng trở cao dữ ta.
Như vậy là cái con R574 này mình nghi là khả năng là nó bị tăng chỉ số nha các bạn. Đó, mình đo đây. Các bạn thấy là nó đã tăng chỉ số lên khá cao. Khả năng là nguyên nhân này nó làm cho cái sục áp cái switch on nha các bạn, tại chân 27. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái giắc nguồn mình ghim vào nha các bạn. Đó, mình sẽ ghim vào. Đó, và mình sẽ kiểm tra xem cái đầu phía bên kia con điện trở nó có 3V hay không nhé các bạn. Rồi, mình vừa lấy được cái giắc nguồn, bây giờ mình sẽ gắn vào nha các bạn và mình sẽ ghim nguồn xem cái nguồn phía bên kia của con R574 có 3V không nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ ghim nguồn. Rồi, mình sẽ đo nha các bạn. Rồi các bạn cũng quan sát đồng hồ của mình. Đó, 1V mấy. Ồ, như vậy là nó có 3V 3 nha các bạn. Đó, nguồn 3V 3 vào tại chân con R574 có nè. Nhưng mà khi nó bị tăng chỉ số nên khi nó qua cái chân 27 của CNM nó còn có 1V 7 nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành kiếm con điện trở 33 ohm khác mình sẽ thay vào nha các bạn. Rồi, sau khi mình thay thế xong cái con R574 nha các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ đo lại cho các bạn xem và mình sẽ cắm nguồn xem cái nguồn vào chân 27 của CNM nó đủ 3V chưa nha các bạn. Rồi đủ 33 ohm nha các bạn. Đó. Như vậy là ok. Bây giờ mình sẽ ghim nguồn và mình sẽ đo nóng xem có 3V 3 vào chân 27 của CNM như chưa nha các bạn. Rồi. Rồi như vậy là vào chân 27 của CNM đã có 3V 3 nha các bạn. Ok các bạn, để mình đo tại con điện trở nè. Rồi ok. Rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình sẽ gắn men vào xem máy có hoạt động và xuất hình không nha các bạn. Rồi, mình vừa gắn cái men vào trong cái máy nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cắm và mình sẽ kích nguồn xem cái men có hoạt động và xuất hình không nha các bạn. Rồi, như vậy là máy đã lên hình nha các bạn. Ok các bạn, như vậy là ở cái con Acer Ad33 A315 gạch 51 nguyên nhân là do bị lỗi cái con điện trở R574 tại cái chân 27 của CN10 nha các bạn, là chân switch on, làm cho sục áp cái chân switch on dẫn tới là mình không kích nguồn được nha các bạn. Sau khi mình thay thế con điện trở thì máy đã kích được nguồn và đã hoạt động xuất hình nha các bạn. Đây. Rồi, video mình xin kết thúc tại đây.
Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Chào các bạn.